nó không có bị ẩm, nó mấy con vi khuẩn vô nó không bám trong, cái không khí nó không có vi trùng, nó không có bị nhiễm khuẩn. Đợt mà bị virus đó, chơi vậy nè. Hội con thú là lúc nó con cọp con gì nó rình mồi, nó dùng bạch hội đó mồi, nó xin tập trung kỹ, những người tập mình dùng ý cho thú này, nó tự động chuyển từ từ qua tỉnh khí hậu bắt tập vậy. Trong bài hết kết thúc bài này có bài tĩnh công nhỏ tập cho nó quen, bắt đầu vô bài tĩnh tĩnh công chính thức. Như thế đó ngưng rồi qua xóa xe còn bài bắt quả phòng cổ chẩn cái hơi cổ ép hai tay xuống ấn đường trên rồi phải trung quản. Mình đẩy vô kia là mình săn cái phần giống như mình cứng sáu muốn này đó, rồi cùng cùng cái bài xuống đẩy xuống nhẹ xong tới cái bài cái đàn điện thì cái bài này vừa xong tới cái bài để đây sau lưng để này nè, cái tay mình gờ bụng, cái này tay cái gờ bụng này đẩy cái chỗ cái bụng nó cứng đó, cái bụng nó cứng đó, cái nó cứng vậy đó. Đó, nằm đó là cái ý phòng lúc tập người quen ta tập cứng được mình phải đè nằm bụng cứng lên.
sau. Đó, xong tới khí hải phía trước. Đó, cái đặc điểm cứng. Rồi, 5-11. Hạ à, xuống, đến tiểu, đến cầu. Đó, dưới đến kiểu đến cầu. Sau là cứng đặc điểm là tự dùng cái điểm cứng đặc điểm sau nâng lên bệnh môn. Thả xuống, díu hậu môn. Cứng đến tiểu thêm cầu là khoảng của trọng. Sau hót đặc điểm, cứng đặc điểm, nâng bệnh môn. Thả xuống trở lại. Đến tiểu cầu là khoảng hội âm. Căng đặc điểm. Chính vậy, cái hơi nóng đó gần để xảy ra mình thấy thì ở cơ địa có phải thay vậy
thì khi nếu mình để thấy mà tới chỗ đó mình thấy cái hơi nóng nó hiện rõ là cái việc bắt đầu nó muốn mở rồi đó, để mình thấy là cái hơi nóng nằm chỗ đó thấy rõ ra rồi cái mấy cái điểm mình hay tập á, mình để vô thấy nóng rồi được là nó xong muốn mở rồi đó, cái việc định mô chỉ xoa để mình mô ủa thấy cái gì nó nóng là cái chỗ đó cảm nhận được đó, cái việc nó muốn mở rồi. Xong cái việc kể cái việc này xong nè, cái phong phủ để trước từ xa kéo ra cái vô thấy cái giải quả xong cái kết hợp cũng vậy, tới khi nào cảm nhận được để gần cái nóng đó, lúc nó hơi nóng cái mình hít vô, lúc mà cái hơi nóng tới gần vậy mình hít sâu vô, hít mình hút cái hơi nóng vô cái sắp tới điểm mình thả ra kéo về ra cắt tập để cái hơi nóng hút vô thả ra, xong cái mình ngon vậy tới bát thổi để vô cái mình để cái tay nóng gần gần sát cái đầu, thấy cái đầu nó hiểu thấy nó cảm nhận cái hơi nóng có cái máy bay nó đáp được cái việc rồi thả ra. Mỗi điểm làm sao làm vậy, nhưng dùng ngang ngửi để xa cũng thấy nữa, không cần xoa cái tay để gần, giai đoạn đầu dùng nhiệt là cái tay xoa, giai đoạn sau là chỉ để cái tay hơi thấy để thấy thấy để thấy để thấy được. Lúc đó như Quỳnh biểu cầm cái cây nhắm mắt, cái cây để đâu tới đâu là mình phải biết tới đó, để cái miếng tờ giấy như gì cũng để đây. Ví dụ giờ em nói là em tập được cái hiệp phong thủ rồi đó, anh để coi có biết không, không hoặc là ông giấu ông lấy cái tờ giấy á, anh để tờ giấy ngoài hiệp hỏi đố cô này nhắm mắt nằm đâu, cô này biết là sao mà là để tay phải mạnh môn không, cô nói đúng mạnh môn, cái tay để gần cô biết, mới đầu thì để cái tay nóng cô biết phải không, bây giờ không để cái tay nóng, để cái tay xa xa thì cũng biết, nếu cái tay không cái tay để gần cũng biết là tập về đó, tay mới đầu là cái tay hơi nóng nửa chỉ để cái tay không, giai đoạn hai để cái tay thấy rồi, khi mình thấy rồi bắt đầu kia mình thử được rồi, khi mình để tay nè thứ nhất ha xoa cái nóng này ha, xong tới hồi âm là khỏi nói rồi, xương cùng để tay gần xương cùng biết, để tay cái hơi nóng gần mạnh ngôn biết, để hơi nóng gần chấp tích biết, để hơi nóng gần phong phủ biết, rồi để gần mạch thọ biết, tới đây biết, đây tới cổ biết, biết ngực tức là cái chỗ này, cái trung phủ này biết, xong kéo xuống nặng điện biết đó sao, đó là mình tập hơi nóng nha. Còn lần thứ hai bắt đầu hơi nóng rành nó chỉ để cái tay không có xoa là để tay này họ bây giờ cái người hồi tỉnh thì không, họ đã biết họ luyện sao để vậy, rồi cái tay mình để sau lưng cái kéo ra cái gần thấy có cái cảm nhận ngay cái chân xương cùng, xong để cái để gần cái da làm như nó dựng đứng, nếu mình gọi to cái lông nó dựng đứng như hướng cái tay về, xong lên lại cái tay luôn để ở đúng nha, để nó có hai cái đầu khí nó vô ra, khí nó vô đây nó xuyên qua người để đi qua lòng đây nè, lên đây cũng vậy, lên đây cũng vậy, thấy cái tay nó nóng chạy lên mặt trai nhướng cái bay đó, rồi ở đây là ngay trong giữa hai đầu ngực, xong thì trung quản, xong trở về thẳng điện, nó làm vậy làm một tay đèn hay là một hai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đó, bây giờ 1 khi nào nữa bắt đầu để tay xa ra mình tự nhiên mình thấy hay lắm, bây giờ bỏ thấy cái tay nó biết đó. Thấy rồi, thấy rồi lúc bây giờ mình nhắm mắt nó mình để cái đó mà để cái gì gần mình mới đoán anh đang để cái thổi đó, phải nhắm mắt được mắt ra luôn rồi cái mà mình phải tự giác chứ mình mở mình nhìn mình khua luôn á, nó học cái đề này không á, bắt đầu thấy giờ nó thường nhắm mắt nữa rồi, nên bỏ tay xuống nè, nè thấy không, để thấy không, anh cảm giác thấy có, thấy không nè, tay thề để biết là tại tay chỉ mạnh nè, rồi tay để nè, thấy không, cái cảm nhận mình thấy liền nè, thấy làm như có cái gì là đó đâu, thấy liền à, mới hơi đó là tập, đó là bài cuối cùng, tập sẽ cảm nhận được bắt đầu luyện qua bài tỉnh khiếp không. Nó là dùng cái tay hơi nóng. Có cái ấn tượng này dễ cảm nhận nhất. Đó, cái đó mấy cái việc lớn thì dễ cảm nhận lắm. Cái ngực là 1 nè, cái hạ bộ là 2 nè, cái ngực là 3 nè. Đó là 3 cái tam điền á. Để sát vô tự nhiên nó nóng liền luôn. Nóng liền nó thì nó tập mình tập cái biết chứ người thường không biết đâu. Mấy cái khác thì không cảm nhận được mà. Nhưng mà thì mới bắt đầu biết rồi, cái lát hoặc mấy cái khác cũng giống vậy á. Nữa là cái thằng Quỳnh nó chỉ cầm cái cuốn sách này để nè. Có
ngay bắt cổ của tôi đấy, đấy. Ủa, ngay cọc chấm của tôi. Ui, nó ghê rồi, cũng quay, không cần quay lưng. Mấy cái gì gọi tên là gì? Là cái huyệt nó khai mở đó. Không, ấy là gọi tên của bài tập. Bài này gọi là vận hành khí tiểu châu thêm. Nhưng mà kỹ thuật nó dạy nửa ngồi vậy thôi. Mình cảm nhận 1, 2, 3, 4, đi dần mình thở được dần. Nhưng mà muốn mình nói là mình kiểm được việc, nhưng phải có thằng khác nó để có đúng không, hay mình nói cái miệng. Nhiều người đó rồi quá việc rồi quá, cái bố mày tao để cái đồ việc mày không biết mình hư qua. Thế nên mấy người học tập thở cái tưởng là xong, không có xong thật đâu, còn làm đúng một vòng người cũng nóng lên rồi. Em cảm nhận một việc, thường thường một việc mình cảm nhận chừng 6-12 giây, xong qua việc khác 12 giây, sau đi một vòng ngồi xuống đó là hết cái bài.